Sao? Không dám vô hả? Alo, lát còn lại đi, tôi đang bận. Mày tưởng tao rảnh lắm hay sao mà gọi cho mày giờ này vậy? Chuyện gì vậy? Tao đem đến cho mày một con trỏ nè. Phải con trỏ không? Hay là ngón út? Rất là dởm đó, tôi đang tra tấn nè. Thì mày sẽ thử đi. Vậy nha, mày vô trong đi. Vô đây làm gì mày? Nói mày. Thôi. Chào anh. Tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Chuyện gì? Đơn giản thôi. Đi giao hàng ở vũ trường Galaxy. Đó là địa bàn của cường sói mà. Nhưng bây giờ tao muốn lấy về. Sáng mai mày ghé chỗ tao đi. Tao sẽ giao cho mày hai thằng. Sao? Chỉ có ba thôi sao? Ông Vĩnh nói mày muốn lên lon mà. Có làm được hay không? Sao? Sợ hả? Nếu làm không được thì biến đi. Sáng mai tôi sẽ có mặt. Khoan. Tao muốn cho mày xem cái này. Cái gì nữa? Mày đi theo tao đi, rồi sẽ biết. Đó, mày thấy không? Mày nhìn đi. Thằng chó này, tao kêu nó đi giao hàng ở Galaxy, vậy mà nó ôm đầu máu về mới tức chứ. Chỉ vậy thôi. Nếu như không giao hàng được thì sẽ giống như thằng này. Sao? Cứ đợi đó đi. Ngày mai rồi ông sẽ biết. Anh tính để tụi nó ôm đầu máu thiệt đó hả? Muốn thử thách thì phải như vậy thôi. Hàng của ông Hùng hả? Mày tưởng tao sợ mày hả? Tao bỏ ông Cường lấy hàng của mày hả? Đại ca. À, mày đi ba thằng. Được, tụi bay làm tao sợ quá. Còn nghe tên Trương Hùng là phải lấy hàng của tụi mày hả?
Mày đừng có nằm mơ. Dừng tay lại. Thằng nào manh động, tao cho nổ tung chỗ này. Mày làm rõ tao hả? Mày tưởng tao không dám sao? Mày mày cho nổ, cái mạng cũng tiêu. Chị mày ngon, mày tiến tới đi. Tiến tới đi. Thả đàn em tụi tao ra. Nhanh lên. Hai thằng mày đi trước. Đứng lại. Tụi mày tiến thêm bước nữa, tao cho nổ tung chỗ này. Sao anh? Được không anh? Chưa biết. Đứng đó. Đứng đó. Phương, nó kìa. Trời ơi, chạy lên cậu ơi, chạy lên. Hả? Chạy lại đi cậu ơi. Nhanh lên. Lẹ lẹ lên. Công nhận ông nội này gan thiệt. Dám giật cái lựu đạn cho nổ luôn. Không sao hả ông? Ai? Lộn, có hả? Ai biểu nó không hợp tác? Mới đầu tôi tưởng ông nhót không dám chơi, ai ngờ ông chơi luôn, gan thiệt chết. Xin lỗi. Giao việc phải làm thôi. Cũng may còn đưa hai thằng sống trở về. Tao thích mày. Em cũng bắt đầu khái khoái hôm nay rồi nè. Thôi, anh em một nhà không đó. Đây là thằng Nhí, phù thủy của ông Hùng. Còn đây là thằng Kiệt. Từ bây giờ trở đi, tao gọi mày là Kiệt Điên nghe. Mày điên thiệt đó. Kêu ông Kiệt Điên là đúng rồi, ông khùng thấy bà luôn à. Ai làm anh em với mày? Chúc mừng mày lên tàu với tao nha. Chúc mừng ông nha. Đau 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 đau. Buông ra. Giỡn tí làm thấy ghê ông nội. Thôi đi. Được rồi.